Màn này là màn hình đơn sắc này các bạn ạ. Còn cái này là màn hình màu nè. Màu, đây một cái nữa nè. Cái này đang bị tình trạng hơn lớp phim phần cực này. Phim này là phim 45 độ. 45 độ. Đây là model nó nè. MV4570TA1 100. Các cổng kết nối này. Không nhờ ghi dễ chịu nha. Do chúng nó muốn đi đâu đi. Đó, tao người nhà mày giống tao hồi xưa giống vậy đó. Dạ. Hai mẹ con muốn đi ra tiếp một cao bằng lần thôi đi qua. Nó đẹp như này nè. Anh em nào đang bị màn hình như thế này thì có thể mua phim thì tự dán, còn nếu mà lời dán thì chuyển qua bên mình nha. Nó nguyên khối chứ không phải màn hình không đâu, nguyên khối cả cái máy tính ở trong đây luôn, tích hợp luôn đó. Này cái phim này 45 độ nè, bạn thấy nè, ở đây cái đơn này mình được coi là 0 độ nè. Thì cái chéo như này nè, cái sọc chéo như này nè, so với đường này là 45 độ nè. Ồ, cho nên tự ra nước luôn, mới tháo ra luôn nè. Còn có phấn ở đây nè, tự đọng nước ở đây luôn nè. Ồ, nước cái này là nước nha, nhìn cái tưởng là gì, thực ra nó là nước rồi. Sao đọng nước ở đây nước nha. Ồ, cái này 45 độ nè, màn hình nó như thế này thôi nè. Những này là miếng cảm ứng, vừa bảo vệ vừa cảm ứng luôn. Đây có một lớp kính cảm ứng như thế nào. Cái phim mình đã lột ra khỏi rồi, giờ nó còn lại lớp keo nè, keo này. Và cái chai là với 7 dỏm nha, cái loại hàng nhái hàng dỏm á, nó hàng xịn, nó có cái sọc sọc ở trên cái này nè. Cái màu sắc nó cũng khác cái này nữa. Thì cái loại dòm này lại tẩy keo này khá tốt hơn cái loại xịn. Loại dòm chỉ có 50.000 chai, loại xịn 97.000 một chai. Loại xịn thì nó tẩy sét đó tốt, nhưng mà thằng này thì lại tẩy keo này nè. Dòm này tẩy keo ok nè. Nó bị hai lớp ha. Mình đã lợp ra một lớp này rồi. Còn lớp dưới nữa. Cái lớp này là hồi nãy có nước nước á. Lớp này thì nó bị nhẹ hơn, nhưng mà nó cũng đã hư rồi. Ừ, có những cái giống như đám mây nè. Ô hết à. Thôi tập trung làm chứ để lỡ sơ suất cái nó ảnh hưởng tới cái màn hình này nguy hiểm lắm. Tại màn hình nó đắt tiền hơn cái tivi nữa. Nguyên cụm máy của nó hình như có giá, như cái máy nhỏ hồi nãy có giá về Việt Nam mình cỡ 20 triệu ạ. Còn cái máy lớn này thì mình chưa cập nhật giá, còn máy kia thuế khóa đâu nữa là về tới Việt Nam cỡ 20 ạ. Máy mà đơn sắc ạ, còn máy này máy màu. Nguyên cụm nha, mình không nói nguyên cụm máy của nó chứ không nói cái màn hình không. Phủ một lớp hay là mấy lớp xịt lớp này lên lại ạ, cho nó nhả keo rồi á. Thì mình cạo cái lưỡi dao này hơi ngắn này, kiếm được lưỡi dài này, nó quấn được cong tốt hơn, bào cái này. Các bạn thấy không, các bạn thấy ha, nó bị che, cái tay nó che, nó bào cái này. Thấy nó bào lên không? Đó. Bào nè. Cứ vậy bào hoài chừng nào hết thì thôi. Bào hết lớp này đến lớp khác. Cái kia nó thấm vào nó sẽ làm mềm keo ra.
mình bào nó sẽ tới gương luôn, tới cái phần phần màn hình luôn. Đó, cứ như vậy bào, bào và tẩy cho nó sạch. Một trong những công đoạn mất thời gian. Có những người họ hỏi dán bao nhiêu tiền, báo giá xong họ chạy luôn, họ cứ nghĩ là lột ra dán vô đơn giản, không phải vậy đâu. Bên cạnh nó có nhiều cái công đoạn đó. Toàn công đoạn phải nhẹ nhàng và cẩn thận, không có là nó hư luôn. Công thì bằng đó tiền vài trăm ngàn, nhưng mà cái màn hình nó mắc tiền lắm. Đó, lúc bào thì cái tay lưu ý đừng có cho nó va những cái này vào đây, là nó sẽ bị hư. Cái táp này nó nguy hiểm lắm nè. Này nó táp nó đóng kín mít hai cạnh của màn hình luôn. Giờ nó làm thì tập trung cao độ và làm để không ảnh hưởng. Vậy ha, mình sơ qua chút xíu để anh em nào có làm thì tham khảo. Mình tập trung mình làm tiếp. Xoay vệ sinh xong thì mình đo đường cắt phim ha. Mình sẽ đưa nó vào cái góc mà mình có sẵn nha. Sau lưỡi này. Sau lưỡi này. Kia là 21.8 à. Rồi, đó xong 21.8 à. Cũng làm không ăn mấy. Tấm phim này của mình nó tới 22 inch. Mình nó bự quá phải cắt ra. Rồi, đo chéo góc. Xem chính xác không? Mình vẫn kiểm tra lại thôi. Bảy rưỡi. Ồ, sao góc này hùn tí nhỉ. Ồ, 7 rưỡi nó ra tới đây cơ mà. Sao này hụt nhỉ. Ở đây lưu ý các bạn à, nó có một cái cạnh này, nó phủ ra cái cạnh đen này. Ở đây cái cạnh này nó cũng đen, nó đen nhạt hơn cái cạnh ngoài, thì nó phủ ra cái này thì lúc đó hình của mình nó không bị, cái phim của mình nó không bị hụt. Nó phủ ra cái phần đen này, ở bốn quanh này sẽ có phần đen, như cái màn hình này nó vào khoảng 3 ly này. Bên đây cũng vậy, thì mình phải chồm nó khỏi cái khung đó, khung đen này luôn, chồm ra tới khung đen này luôn, thì cái hình của mình nó mới đều hết, chứ không có sẽ mình không có cái cạnh này nó hụt là sẽ nổi cái chút này ra, nó sẽ để sáng á, nếu mà nổi phim là sẽ sáng cho nó sẽ khó chịu lắm. Đừng có bự quá nha, bự quá thì lúc vào cái khung cái sườn của nó thì nó lại vướng nó dở lên thì cái phim nó sẽ từ từ nó chóc lên, nó sẽ xấu. Cho nó cố gắng làm sao chính xác đến
có thể nói là nửa ly nôn một. Sau khi đo rồi mình không có cái dao cắt giấy giống như bên photocopy họ xài thì mình dùng cái này, cái này để mình xốp để cắt cái diện lưỡi dao nó lấn xuống miếng xốp luôn. Mình cắt này. Dao sẽ đứt lấn xuống miếng xốp luôn. Xốp này yếu quá. Dao nó hơi cùn. Cắt lỗ ra một tí so với cái đường còn lại ha. Tiếp tục u xa gà chết nha. Mình ngồi vào đó nhiều khi vẫn bị hụt so với cái đường viền khung của cái màn hình. Chờ cái dao chán mất. Miếng có một miếng y hệt để cho bé bên kia. Đây tiếp tục mình cắt một tấm nữa và mình bám theo cái cạnh zin của nó, tức là giữ lại cái cạnh zin của nó. Đứt miếng xốp rồi mà cái này nó còn chưa tìm ra, nó còn dính này, đừng có xé là hư luôn cái tấm đó. Bình tĩnh ha, ha. Nó sẽ đẹp hơn, xé là nó gãy góc này nè. Yên ở đây hơi bị bụi quá, tắt quạt rồi đó, đường họ chạy xe đó, cái nó quấn bụi vào, gió đưa bụi vào. Ơi là bụi. Ướm thử một chút xíu. Cạnh này là hơi
đây mình sẽ che miếng này để cái cạnh này nó không bị ngồi lên trên đây. Cái cạnh này nó phải ra ngoài. Chúng mình phải nhìn trước nhìn sau luôn đó. Giống như lái xe cầu. Xem có vướng nào không. Đây mình sẽ không dùng con lăn, mình lăn vuốt tay mình luôn. Cố gắng kiểm soát bụi. Bụi lúc nào nó sẽ làm bị bọt. Lần vuốt về chắc được mấy ly. Xong mình kiểm soát luôn cái phần sau nó có bị bọt không, nếu bị bọt bạn dỡ lên luôn nha, dỡ lên dán lại, dỡ từ từ. Đừng có lột hết là nó sẽ dính lên, mình lột một đoạn là thôi, nó sẽ hở. Nếu bạn lọt lên hết, bạn buông ra tay ra là tự động nó dính xuống màn hình liền. Mình sẽ dán mặt này xong rồi mình mới lột mặt sau, bởi vì mình lột ra luôn ấy, cái lúc mình dán mình nhìn bụi nó khó lắm. Nó phải còn một cái nền ở trên đó thì nhìn bụi nó dễ hơn. Mặt xuống này, nhìn không có được chi tiết. Cái này bạn nào dán màn hình vi tính thì cũng dán kiểu này, như thế này luôn đi cho nó nhẹ. Để đây mình sắp miếng vải để cho nó đàn hồi, ấn vừa tầm thôi, cái tay miết vừa tầm thôi. Tại vì nó có mấy cái táp bên đây nên không dùng con năm. Con lăn nó sẽ nhanh hơn. Con lăn đều tay lắm. Nãy giờ nếu mà con lăn lăn cái là xong rồi. Chúng ta nên để lên miếng móp kia dán thì hay hơn, miếng cái vải này cọc cành quá. Mình nó cố gắng nót cho nó phẳng rồi mà sao có vẻ bập bênh quá. Dán phim màu này nhiều. Hôm nay gặp cái màn hình đơn sắc mình mới phát hiện nó có một loại phim cho đơn sắc nữa. Giống như là của nồi cơm điện này, hay là ấm đun nước này, hay là remote máy lạnh này. Remote máy lạnh nó có cái màn hình nhỏ nhỏ đó. Hay là máy tính của mấy em học sinh này. Hay là những cái đồng hồ, giống như một số đồng hồ nó hiển thị nét. Nét đoạn đó. Kiểu vậy. Không ai biết hết được mọi thứ. Lúc gặp chuyện là mới biết thôi. Còn ngoài đó nó xảy ra như thế nào, hướng giải quyết như thế nào. Cố gắng biết từ từ. Đến đây gần hết rồi cũng không có vội vàng. Vội vàng là công trình của mình nó sẽ bị hỏng. Không kiên nhẫn là công trình nó sẽ bị hỏng.
Hy vọng là clip này sẽ giúp ích được bạn nào đó đam mê làm mấy cái này. Có thời gian quá bạn ơi. Bao nhiêu máy hút bụi chưa làm được thì đi làm cái này. Đó, chỉ cần nó trượt cái nó rơi xuống dưới. Nó tập trung nó trượt tay nó rơi nguyên cái màn hình xuống dưới. Trên kia nó có vẻ gập ghềnh quá. Và con vợ nó sẽ vênh cái này ra. Con vợ nó lại trơn. Nó chạy cái màn hình. Mình sẽ ra bằng cách là kéo cái cạnh này ra. Ra cái cạnh sau này đi một tí. Ôi chà. Một chút xíu vết mờ mờ nhưng mà sau này màn hình chạy nóng rồi nó sẽ đều lại hết. Bạn đừng có bọt là được rồi. Xong. Như chưa bao giờ hư. Bây giờ sang mặt bên đây. Để mình thấy nó có vết vết không? À. Giống như là cái cục mình lỡ nó nồi những cái cục này nên giờ nọt ra. Ôi trời ơi, đó. Nó dính cái dao này thấy không? Tập trung cao độ mới được. Để ăn cháo với nó. Tại trên cái quấn tấm này nó trơn nữa nè. Khi nào dùng thì lấy nó vào. Chậm chậm này không mạo hiểm. Ăn được một nửa rồi. Mũi. Đó, cái chỗ này dễ lột. Nghĩ khi nó hư dễ lột đó. Nhưng mà nó dễ lột. Cái này cái keo lại dính ở dưới cực kỳ nhiều. Chà, nó bay cái mùi ra khó chịu lắm. Cái quạt lên thôi. Là cạnh này lại chắc lại này. Đấy, cái phim nó xéo xéo nè. Đúng không? Xéo nè, xéo xéo. Giờ mình xịt LV7 lên. LV7 giỏm nha. LV7 xịt nhà chậm lắm. Cái này bay hơi nhanh lắm.
xíu bay hơi hết rồi. Rồi giờ cái này mình đàn ra, đàn lại cho nó thấm. Và tiếp tục như thế các bạn ha. Nhìn video một đoạn chỗ này mình chút xíu mình sẽ quay tiếp. Bàn nó lên nè, phim này nó có màu xanh xanh. Chẳng đây có nó rơi xuống đất luôn. Đón nợ. Các bạn có nhìn thấy mình bảo không? Đây cái camera nè. Bảo nè. Đó, nó lên nè. Lên giống như thợ mộc bảo gỗ vậy đó. Cái từ từ nhẹ nhàng để cái dao nghiêng vừa phải, dao bén bằng bào nó ngọt lắm. Dao này mình xài nhiều rồi nó cũng hơi bị cù này. Hình như có dấu hiệu keo khô rồi, tại cái LV7 này nó bay hơi nhanh quá. Cái mùi dầu thơm mua chai dỏm thấy thất vọng, nhưng mà nó bên đây nó lại hỗ trợ cái vụ sạc keo này cũng tạm chấp nhận được. Cái chai kia bạn xịt lên cái nhựa bạn cũng không bị sao, mà chai này mà xịt lên phần nhựa nó sẽ dột cái nhựa mình lên đó, số bề mặt nhựa kiểu nó có thành phần xăng nhiều. Chỉ quá sẽ nó vào bo IC nhà cái chân là chết luôn. Đây bạn lưu ý cái chỗ này nhé, chỗ này bạn đừng cầm cái vầy bạn hô 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 là nó sẽ xỉa vô đây á, xỉa vô cái bo này liền á. Bạn nên để cái tay xuống đây nè, để khi bạn liên liên như vậy thì cái dao nó sẽ đi có cái cữ, nó không ra khỏi cái phạm vi của mình cần làm. Còn bạn cầm khơi khơi bạn đi là thế nào bạn cũng hớt luôn mớ này. Nên để cái tay chịu xuống như đây nó sẽ không qua được cái tầm nó nữa. Bạn muốn bạn muốn cạo đến đoạn nào thì bạn khống chế nó lại là an toàn. Bởi vì không phải lúc nào mình căng đầu đâu, mình căn sao cho nó đừng có trượt. Tốt nhất là bạn sẽ làm như này thì nó an toàn hơn. Có một phút nào giây nào đó bạn lỡ đẩy một cái là bạn nghĩ về cái gì đó, cái là đây không được tập trung là nó sẽ xỉa vào kia ngay. Nó phải nó trái nó làm việc không đồng pha với nhau cái là có chuyện ngay. Không, hãy mở nhạc kích hoạt não phải lên.
phải như vậy đó, không thể nhanh hơn được. Mình dùng nhiệt vào đây thì cũng được, nhưng mà sợ nó ảnh hưởng tới cái lớp panel ở dưới. Nhiệt để nó nhả keo á. Nhiệt mình quá rồi, như chỗ này nó rất là dễ va nè. Đào đầu dao này lại nha. Tại cái ngoài mũi này nó dùng nhiều đó, nó cũng được bén, mình muốn dùng cái độc trong nhưng vào đây nó nguy hiểm thì mình đào đó. Nó còn có thể tay chặn đây nè, này khỏi xé lên đây. Bao nhiêu công sức chỉ cần một giây thôi là nó có thể xong, nó sang một hướng khác mất tiêu rồi. Đó là phải thối tiền này, chứ không có chuyện là nhận tiền được thêm, nhận được tiền công thối lại tiền luôn. Nghề nó vậy. Khách chỉ biết là lúc nhận sản phẩm nó như là ban đầu thôi, còn nó què quặt thêm mà khách không biết, không cần biết các bạn làm sao, bạn phải tránh rủi ro cho mình. Cần tắc vô ưu ha. Gắp tao này nó đã xong hoàn chỉnh này. Nãy thấy màn hình nó bị một tí ở góc, mình sợ có vấn đề, nhưng mà ráp vô bình thường sao hết, nó bị cũ.